chào quý vị khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình phát sóng mỗi ngày chia sẻ những thông tin mới, thiết thực, hữu ích liên quan đến sản xuất nông lâm ngư nghiệp, đặc biệt là việc ứng dụng khoa học kỹ thuật hay những mô hình hay trong sản xuất. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chương trình sẽ mang đến cho quý bà con những thông tin đáng chú ý. Huyện Đạ Tẻ huy động được hơn 3.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển ổn định diện tích chè tại thành phố Bảo Lộc. Thị trường khan hàng, giá thanh long Bình Thuận đang tăng cao gấp đôi năm ngoái. Thưa quý vị và bà con, mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động hôm nay, như thường lệ sẽ tiếp tục là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ cho biết, sau gần 10 năm, từ năm 2010 đến nay, huyện huy động được tổng nguồn lực hơn 3.087 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước là hơn 1.033 tỷ đồng. Riêng vốn vay tín dụng chiếm tỷ lệ cao nhất, hơn 54% tổng số vốn với 1.670 tỷ đồng. Chủ yếu do người dân vay vốn phát triển và mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra còn có vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã gần 42 tỷ đồng, vốn người dân đóng góp hơn 112 tỷ đồng và huy động từ nguồn khác là 230 tỷ đồng. Với nguồn lực huy động tổng hợp và rộng rãi như trên, đến nay Đạ Tẻ là huyện thứ 3 trong toàn tỉnh sau huyện Đơn Dương và Đức Trọng có 100% số xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Liên quan đến câu chuyện sản xuất, thưa quý bà con, đã từ lâu cây chè được tỉnh Lâm Đồng xác định là cây xóa đói giảm nghèo và làm giàu của nông dân, đồng thời là một trong những cây công nghiệp chủ lực có lợi thế trong nền kinh tế thị trường. Trong đó, Bảo Lộc được coi là thủ phủ của chè Lâm Đồng với trên 7.000 hecta chè các loại. Sản lượng bình quân hàng năm đạt hơn 88.000 tấn chè búp tươi. Ngành nông nghiệp Bảo Lộc cho biết, những năm gần đây, diện tích chè của địa phương giảm đáng kể. Nguyên nhân do giá cả đầu ra không ổn định, người dân sản xuất vẫn mang tính tự phát nhiều, dẫn đến một số diện tích chất lượng chè hiệu quả thấp. Để đáp ứng nguồn nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất chế biến chè, thời gian qua, đặc biệt năm 2019, ngành chuyên môn thành phố Bảo Lộc tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ nông dân trên cơ sở đẩy mạnh, khuyến khích sự liên kết, hợp tác, phát triển giữa người trồng chè với các đơn vị kinh doanh, xây dựng vùng nguyên liệu, cải tạo cây già cỗi, chuyển đổi giống phù hợp, đồng thời thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi hàng hóa trong sản xuất, chế biến chè. Vâng, có thể thấy không chỉ riêng với cây chè mà với bất kỳ loại cây trồng nào, việc tham gia chuỗi giá trị, chuỗi liên kết là chìa khóa cho sự phát triển ổn định và bền vững. Vì điều đáng mừng là trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp FDI lớn đã tiếp tục tìm đến và đồng hành với người nông dân Lâm Đồng. Trong đó, đáng chú ý là nhiều dự án của công ty MM Mega Market Việt Nam đã được đánh giá cao về tính hiệu quả và bền vững, đặc biệt là chuỗi cung ứng rau quả tại Lâm Đồng. Sau hơn 10 năm kể từ khi đưa trạm trung chuyển rau quả Đà Lạt vào năm 2005, đến nay, công ty MM đã hợp tác với hơn 300 nông dân ở 3 vùng nguyên liệu chính tại Lâm Đồng, gồm Đơn Dương, Đức Trọng và Đà Lạt. Với vùng nguyên liệu rộng 250 hecta, mỗi năm trạm trung chuyển này đang cung cấp hơn 12.000 tấn rau củ quả đạt tiêu chuẩn Việt Gáp để phục vụ khách hàng của MM trên cả nước. Không chỉ dừng lại ở diện tích vùng nguyên liệu 250 hecta, MM đang thực hiện tham vọng nâng diện tích vùng sản xuất lên tới 400 hecta nhằm phục vụ cho mục tiêu xuất khẩu của doanh nghiệp này sang hệ thống 700 siêu thị Big C tại Thái Lan. Những người nông dân tham gia hợp tác vào chuỗi giá trị này còn được sự hỗ trợ về kỹ thuật, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón của đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của MM. Sau hơn 10 năm hợp tác với MM, nhiều hộ nông dân ở Lâm Đồng hiện đã sở hữu trang trại rau củ đạt tiêu chuẩn rộng cả hecta, mỗi năm mang lại doanh thu lên tới cả tỷ đồng. Liên tục chương trình, thị trường khan hàng, giá thanh long Bình Thuận đang tăng cao gấp đôi năm ngoái. Trong buổi da xanh ruột đỏ giúp nông dân miền Tây thu lãi gấp 2-3 lần so với bình thường. Chuyện nhà nông, câu chuyện trách nhiệm với cà phê. Xin được chuyển đến những thông tin liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của bà con nhiều địa phương trên cả nước. Giá thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện dao động từ 27.000 đến 30.000 đồng một ký, cao nhất từ đầu năm đến nay và gấp đôi so với thời điểm năm ngoái. Sở dĩ giá thanh long tăng mạnh là do nguồn cung khan hiếm, lượng thu mua không đủ để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
Theo ngành nông nghiệp địa phương, thời điểm này thanh long đang ở pha cuối, vụ thanh long nghịch nên hầu hết bà con đã dừng trong đèn. Còn đối với diện tích thanh long vào hàng mùa vụ chín sớm thì đang ra bông hoặc trái còn xanh, cho nên chưa thu hoạch được. Theo nông dân trồng thanh long, với giá thanh long hiện nay, nếu bán ở mức 30.000 đồng một ký, sau khi trừ chi phí, bà con lãi trên 50%. Không chỉ thanh long ruột trắng ở Bình Thuận được giá, tại Tiền Giang, giá hàng ruột đỏ cũng tăng cao. Bình Thuận là thủ phủ cây thanh long của cả nước, với diện tích hiện trên 30.000 hectare, trong đó gần 9.000 hectare thanh long đạt chứng nhận Việt Gáp và từ 1.500 đến 2.000 hectare thanh long đã và đang làm tiêu chuẩn Global Gap. Hiện nay đang vào mùa thu hoạch dưa lê tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Bà con nông dân tại đây hiện vô cùng phấn khởi khi dưa lê được giá, tiêu thụ mạnh, nông dân thu về lãi cao. Nông dân ở địa phương thực hiện trồng dưa theo mô hình sản xuất vụ lúa, vụ màu, lợi nhuận đạt từ 200 triệu đồng một hectare trở lên. Năm nay, vụ dưa lê trúng mùa nhờ mùa khô kéo dài, không có mưa trái mùa nên dưa phát triển tốt, ít sâu bệnh gây hại. Năng suất từ 35 đến 40 tấn trên 1 hectare, thương lái mua tại ruộng từ 5.000 đến 8.000 đồng một ký. Nông dân rất phấn khởi. Được biết, so với nhiều loại cây trồng khác ở vùng sản xuất này, cây dưa lê có ưu điểm vượt trội. Cụ thể, dưa lê thích hợp trên đất ruộng gò cao, dễ trồng, ngắn ngày, ít sâu bệnh, năng suất cao, giá và thị trường tiêu thụ ổn định, giải quyết lao động nông nhàn. Trái dưa trồng tại đây có vị ngọt, mùi thơm, giòn, màu sắc bắt mắt, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Cũng là câu chuyện sản xuất hiệu quả, trong vài năm trở lại đây, rất nhiều bà con nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả và vườn tạp sang trồng cây ăn quả, góp phần cải thiện thu nhập. Phần đông bà con nông dân trồng xoài, có người thì trồng quýt, cam, nhãn và riêng một số hộ nông dân ở xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã chọn cho mình một hướng đi riêng, đó là trồng bưởi da xanh ruột đỏ. Đến tham quan vườn bưởi gần 2 năm tuổi của anh Nguyễn Tấn Phúc, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, từng hàng thẳng tắp, nhiều cây đã cho trái, lớn hơn 2 gang tay và được bao cẩn thận. Anh cho biết đây là những cây ra hoa tự nhiên, không qua xử lý, bao trái để phòng sâu bệnh và giữ cho vỏ bưởi được xanh mướt. Hàng ngày anh theo dõi và trồng thay thế những cây có dấu hiệu bị bệnh như lá ngã màu. Đồng thời, theo kinh nghiệm trồng bưởi, điều đầu tiên là phải chọn giống sạch bệnh, rõ nguồn gốc, tốt nhất là trồng bưởi chiết để bộ rễ ăn cặn. Theo các nhà vườn, tuy mỗi năm bưởi chỉ thu hoạch một vụ do từ lúc ra bông cho đến khi trái bán được phải mất đến 7-8 tháng, nhưng lợi nhuận của cây bưởi gấp đôi cây xoài. Một cây bưởi cho thu nhập trên 2 triệu đồng mỗi năm. Mỗi vườn có từ hơn 100 cây, ước thu nhập hàng trăm triệu đồng. Nếu xử lý cho trái bán vào cuối năm thì lợi nhuận còn cao hơn. Hiện nay, trong khi nhiều loại cây ăn trái khác đôi khi rơi vào thảm cảnh trúng mùa, mất giá, nhưng bưởi da xanh ruột đỏ luôn ổn định đầu ra và giá bán của nó thường cao gấp 2-3 lần so với một số loại cây ăn trái khác. Quý bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hạt tiêu sang Hoa Kỳ tăng 31% về lượng so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ hai về lượng nhưng dẫn đầu về trị giá cho Hoa Kỳ, đạt 11,3 nghìn tấn, trị giá 36,6 triệu đô la Mỹ, tăng 35,2% về lượng. Thị phần hạt tiêu Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng lên mức 20% trong quý 1. 4 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt tiêu sang Hoa Kỳ đạt 16,8 nghìn tấn, trị giá 52,92 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, xuất khẩu hạt tiêu sang hai thị trường Đức và Thái Lan cũng tăng cả về lượng và trị giá. Trong tháng 5, giá hạt tiêu tại thị trường trong nước ổn định hoặc giảm so với tháng trước tùy từng địa phương. Nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Nghĩa Sơn là xã miền núi của huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, với 98% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trên mảnh đất khó khăn này, có nhiều tấm gương nông dân, đồng bào dân tộc Hờ Rê vượt khó làm kinh tế giỏi, trong đó ông Phạm Văn Sáu là một điển hình. Cũng như bao gia đình đồng bào dân tộc khác, trước kia, gia đình ông Phạm Văn Sáu thuộc diện hộ nghèo của xã miền núi Nghĩa Sơn. Sau nhiều năm trăn trở, suy nghĩ để vươn lên thoát nghèo, năm 2015, từ số tiền bán 2 hectare keo lai, ông Sáu đã đầu tư chăn nuôi heo. Từ chăn nuôi quy mô nhỏ, giờ ông Sáu đã có gia trại với số lượng lên tới 150 con. Để có đầu ra ổn định và không bị tư thương ép giá, ông Sáu luôn chia nhỏ đàn heo ra nhiều lứa và cho heo ăn thức ăn theo kiểu truyền thống để chất lượng thịt thơm ngon. Bình quân thì một tháng được xuất chuồng khoảng 30 đến 40 triệu trong tháng. Thu nhập phụ thuộc giá cả thị trường. Mình thì cho ăn pha trộn, trong đó là có bắp, là có mì, có gạo,
Nói chung đầu ra của mình thì nói chung cũng dễ. Những năm qua, nhờ nguồn thu nhập từ trồng keo và nuôi heo, ông Sáu có điều kiện mua thêm đất trồng 10 hectare keo lai. Ngoài ra, còn trồng 10 sào bắp, mì, rau lan để chăn nuôi heo và nuôi 3.000 con cá trê. Có nguồn tiền tích lũy, ông Sáu tiếp tục đầu tư xe ô tô để kinh doanh vận tải hành khách. Ông Sáu cho biết, bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi trên 100 triệu đồng. Xe là mục đích là phục vụ khách, là thứ hai là lúc bà con ốm đau thì mình họ kêu thì mình sẵn sàng phục vụ cho họ tặng nơi tại bệnh viện. Tại gia đình ông Sáu trước đây thì có việc làm cũng hơi bấp bênh. Sau khi anh tự nghiên cứu và cũng như sự mà chủ trương của địa phương đó là anh đã nghiên cứu được cái mô hình là chăn nuôi tại hộ gia đình. Còn thực chất là quy mô lớn. Đây là một hộ chăn nuôi có thể nói là quy mô lớn tại xã Nghĩa Sơn hiện nay. Với những nỗ lực của mình, ông Phạm Văn Sáu ở xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa đã được các cấp hội nông dân ghi nhận, biểu dương. Đây chính là tấm gương vượt khó, thoát nghèo, vươn lên làm giàu mà nhiều hộ đồng bào dân tộc Hờ Rê ở địa phương noi theo. Xin được chuyển đến câu chuyện khác ở tỉnh Lâm Đồng. Tại cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, DD Coffee, công ty con tại thành phố Hồ Chí Minh của công ty trách nhiệm hữu hạn Tám Trình, Lâm Hà đã đạt chứng nhận điểm cao nhất 84,45 nhờ vượt trội về chất lượng. Đây là kết quả đáng tự hào của rất nhiều nỗ lực và tâm huyết của cả nông dân và doanh nghiệp trong việc tăng giá trị thương hiệu cà phê Lâm Hà nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Hơn 200 hộ nông dân sản xuất từ 1 đến 3 hectare cà phê ở các xã Nam Hà, Đông Thanh, Gia Lâm, thị trấn Nam Bang thuộc huyện Lâm Hà đã nhân rộng mô hình canh tác cà phê theo hướng hữu cơ và trở thành đối tác liên kết với doanh nghiệp Tám Trình theo chuỗi sản phẩm ổn định, lâu dài, cùng cam kết và thực hành trách nhiệm sản xuất, chế biến các sản phẩm cà phê đạt chuẩn sạch theo hướng hữu cơ, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tiêu chí cà phê sạch theo Tám Trình thì bây giờ mình phải đầu tư bón phân. Thứ nhất là phân hữu cơ và vỏ cà phê mà uống phân hữu cơ, không bón phân hóa học, trà nó mới có chất lượng. Thì thu thì phải thu chín, cứ chín bao nhiêu phần trăm thì ông cộng tiền thưởng bấy nhiêu. Thì 70 thì cộng 1.200, còn 8-90 thì ông cộng 1.800-2.000 một ký cà phê nhân. Năm 2018 vừa qua, công ty Tám Trình xuất bán gần 7.000 tấn cà phê, trong đó 25% sản xuất, chế biến thành phẩm bán trong nước, còn lại 75% xuất nguyên liệu thô cho các đơn vị như Nestle Việt Nam. Theo dự báo, giá cà phê thế giới sẽ tác động đến giá trong nước và vùng nguyên liệu cà phê hiện nay, thì mục tiêu năm 2019 này, công ty sẽ đạt mục tiêu tăng 5% sản lượng xuất khẩu cà phê, trong đó chú trọng liên kết mở rộng quy mô vùng nguyên liệu chất lượng cao. Cách đây 2 năm về trước, và từ nhất là từ năm ngoái, mình có những cái cuộc hội thảo để cho bà con nông dân thu hái và chăm bón theo cái quy trình của đơn vị mình đề ra. Thì năm nay là thấy có một số hộ đã đến đây để đăng ký làm theo cái quy trình của đơn vị mình. Chẳng hạn như ở dưới Di Ninh, Bảo Lâm. Di Ninh thì năm ngoái thì có 6 hộ. Thì năm nay là vừa rồi là người ta đã mời chúng tôi xuống là đăng ký là tăng năm nay nó khoảng tăng lên khoảng 20 hộ làm theo cái hướng cà phê sạch. Dù kim ngạch xuất khẩu cà phê cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng tương đối lớn, nhưng mỗi năm, Việt Nam vẫn nhập khẩu trung bình khoảng 60.000 tấn cà phê các loại đã qua chế biến từ Brazil, Mỹ, Trung Quốc, Indonesia, Lào, Campuchia, trong khi có tới 90% cà phê Việt Nam là xuất khẩu thô. Nghịch lý này đã khiến cho người trồng cà phê và doanh nghiệp trăn trở để tìm chỗ đứng cho thương hiệu cà phê Việt trên bản đồ thế giới. Mình có hướng dẫn bà con về mặt quy trình công nghệ mới để có thể bà con có thể áp dụng được. Tuy là nó chưa được nhân rộng ra nhưng mà bà con cũng đã bắt đầu sử dụng những cái công nghệ như là phơi nhà kính đưa ra những cái cà phê chất lượng cao hơn, ví dụ như cà phê honey. Thì ở tỉnh mình cũng đã có một số đơn vị nhỏ lẻ cũng đã có thể phát huy được cái giá trị của cà phê mình hơn. Các chuỗi liên kết giữa nông dân, thương nhân, doanh nghiệp dần đã trở nên bền chặt và phát huy hiệu quả trên chặng đường phát triển sản phẩm thế mạnh này. Trách nhiệm với cà phê hơn bao giờ hết để giá trị cà phê Lâm Đồng, cà phê Việt trên bản đồ cà phê thế giới. Thưa quý bà con, những nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.